Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh Honda Lead 2025 phần 6. Mở khóa điện khẩn cấp bằng cách nhập MyID. Ok, trước khi bắt đầu video thì trước mặt các bạn đang là Lead bản đặc biệt 2025. Các bạn cũng có thể hiểu đây là phiên bản có giá thành cao nhất khi mà sẽ được trang bị công nghệ phanh ABS ở bánh trước. Và giá bán ở thời điểm hiện tại cho những bạn nào quan tâm khoảng độ 46 triệu đồng, chưa bao gồm tiền đăng ký, để các bạn có thể sở hữu được chiếc Lead đặc biệt này nhé. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thêm một màu sắc nữa ngoài màu xanh trước mặt các bạn là màu đen đặc biệt nữa. Rồi, quay trở lại cái chủ đề chính ngày hôm nay. Thì những cái video trước mình có chia sẻ với các bạn về cách sử dụng khóa thông minh remote, rồi thì bật tắt âm thanh, rồi điều chỉnh độ nhạy hệ thống cảnh báo chống trộm này, kiểu kêu, vân vân, âm lượng, tất cả mọi thứ. Thì ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách để các bạn có thể mở khóa xe mà không cần đến remote. Ví dụ như trong trường hợp các bạn đang di chuyển như thế này, không may các bạn đánh rơi mất remote rồi các bạn bị không thể mở khóa xe được, hoặc là các bạn đang sử dụng thì remote hết pin này, hoặc là các bạn để quên remote ở trong cốp này và vô tình các bạn đã tắt remote về màu đỏ này, vân vân. Mọi cách thì các bạn không có thể mở được cái khóa này bằng remote thì các bạn hoàn toàn có thể mở khóa điện bằng cách nhập MyID. Tức là ở trên cái remote khi các bạn mua xe, trong một cái chùm chìa khóa này thì người ta sẽ phát theo hai cái thẻ màu trắng này, sẽ có những con số ở trên thẻ. Một thẻ thì thẻ gốc sẽ có mã vạch, còn thẻ phụ thì nó sẽ chỉ có những con số này thôi. Cái này thì người ta gọi là thẻ ID, chính xác là mã ID các bạn ạ. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một trong hai thẻ để chúng ta có thể mở khóa điện mà không cần đến remote nhé. Còn cho những bạn nào quan tâm thì một cái mã vạch gốc này, cái thẻ mã ID gốc ấy thì nó sẽ có tác dụng trong một số cái trường hợp, ví dụ như là xe của các bạn trục trặc về hệ thống khóa thông minh Smart Key này thì các bạn cần phải bảo hành, thì chúng ta sẽ cần cái mã ID gốc này, hoặc là một trong số những cái trường hợp mà chúng ta sửa chữa những cái hệ thống của khóa thông minh nó hỏng bộ phận nào đấy thì chúng ta cũng cần cái mã ID này, thì mình xin nói qua như vậy nhé. Bây giờ thì mình sẽ ví dụ cái trường hợp mà các bạn không may các bạn tắt remote rồi các bạn để trong cốp nhé, hoặc là các bạn để cái remote này ở trong cốp, chìa khóa trong cốp, nhưng mà cái khả năng kết nối của nó bị gián đoạn nên là các bạn không thể mở khóa để lấy đồ ở trong cốp được. Thì trước khi mà test thử thì mình sẽ mở khóa một cách bình thường cho các bạn xem là chiếc xe này vẫn đang hoạt động một cách bình thường. Đây các bạn thấy chưa? Ok nhé, mở khóa bình thường này, rồi mở cốp bình thường này, rồi đây để mình sẽ tắt cái remote đi, cả hai remote nhé. Các bạn thấy là mình đã tắt cả hai remote về màu đỏ nhé. Đây các bạn thấy chưa? Tức là cái ổ khóa này là không thể ấn vào kết nối để vặn được nữa. Mình sẽ lấy một trong hai cái mã ID này để mở, hướng dẫn các bạn mở khóa điện. Mình sẽ thả cả hai cái remote này vào cốp này, các bạn thấy này. Đây, thả cả hai remote này vào cốp và đã tắt về màu đỏ nhé. Các bạn nhìn rõ không? Đây, một remote tắt về màu đỏ này, hai remote tắt về màu đỏ này, các bạn thấy chưa? Rồi, khóa cốp này, đây, đóng cốp lại nhé. Cốp không mở được nhé, thấy chưa? Không thể mở được khóa điện này, không thể ấn được nút shift để mở cốp này. Rồi, mình sẽ lấy cái mã phụ này, và như mình chia sẻ thì một trong hai mã đều được. Và một cái điểm chú ý là các bạn cần lưu tâm chính là khi các bạn mua xe thì các bạn cần bảo quản cái mã ID này lại nhé. Thứ nhất là các bạn có thể chụp ảnh cũng được, nhiều bạn chia sẻ như vậy, hoặc là các bạn có thể để ở nhà, trong những cái trường hợp cần thiết thì có thể để bỏ ra để dùng. Các bạn cũng cần cẩn thận tránh những người có ý đồ xấu, người ta chụp ảnh cái mã ID này rồi người ta mở khóa, bởi vì những cái video hướng dẫn như này nó tràn lan ở trên mạng và nhà sản xuất người ta cũng công khai những cái hướng dẫn để có thể mở khóa điện khẩn cấp. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở khóa điện khẩn cấp bằng cách nhập những con số mã ID. Ok, bước số 1, ấn và giữ liệt vào ổ khóa trong thời gian xấp xỉ khoảng 4 giây. Xấp xỉ khoảng 4 giây thì đèn biểu tượng hình chìa khóa trên màn hình đồng hồ nhấp nháy, các bạn thả tay ra. Bước số 2, ấn một lần nữa, đèn ngừng nhấp nháy và các bạn bắt đầu nhập như sau. Ở trên cái mã ID này nó sẽ có bao nhiêu con số thì chúng ta sẽ ấn ngần đấy lần vào ổ khóa, từng đấy phát vào ổ khóa, và chúng ta sẽ nhập lần lượt từ trái qua phải. Ví dụ như ở trên cái thẻ này nó sẽ số bắt đầu tiên là số 1 thì mình sẽ ấn một lần vào ổ khóa, một lần như này, và các bạn ấn đều tay dứt khoát, từng phát một, từng phát một. Sau khi nhập xong thì các bạn chờ 5 giây cho còi kêu píp một tiếng, đèn ổ khóa, đèn biểu tượng hình chìa khóa trên màn hình đồng hồ nhấp nháy thì các bạn nhập số tiếp theo. Ví dụ số tiếp theo là số 5, các bạn nhìn rõ không? Mình sẽ ấn 5 lần này. 1 2, 3, 4, 5. Đó, thì các bạn hãy chờ 5 giây cho còi kêu píp một tiếng, đèn nhấp nháy thì các bạn nhập số tiếp theo. Các bạn hiểu ý mình không? Mỗi một lần cách nhau cái số này thì chúng ta sẽ chờ 5 giây để chúng ta nhập số tiếp theo. Và số tiếp theo là số 0, thì số 0 các bạn sẽ không cần ấn, mà các bạn chỉ việc chờ cho khoảng thời gian 5 giây trôi qua thì các bạn tiếp tục nhập số tiếp theo, ví dụ như là số 6. Các bạn hiểu ý mình không? Trong quá trình các bạn nhập ấy mà không may các bạn ấn sai một số nào và các bạn thao tác không được, hoặc là sau khi kết thúc một cái dãy số này mà ổ khóa không mở, thì các bạn hoàn toàn có thể ấn và giữ điện vào ổ khóa khoảng 2 giây để chúng ta kết thúc luôn cái quá trình nhập đấy, chúng ta nhập lại từ đầu, tránh trường hợp mất thời gian. Đó, thì vừa rồi mình vừa nói vừa làm với các bạn cho nên là mình cái số nó không chạy đúng và xe nó đã tự động hủy. Giờ thì mình sẽ làm lại nhé. Ok, bước 1, ấn và giữ điện vào ổ khóa trong thời gian khoảng xấp xỉ 4 giây cho đèn nhấp nháy. Khi đèn nhấp nháy, thả tay ra. Bước số 2, ấn một lần nữa,
đèn ngừng nhấp nháy, bắt đầu nhập số. Số đầu tiên là số 1, ấn một lần vào ổ khóa, sau đó chờ 5 giây, còi kêu píp, rồi đèn nhấp nháy, chúng ta sẽ nhập số tiếp theo. Số tiếp theo là số 5, ấn 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5, rồi lại tiếp tục chờ 5 giây cho thời gian trôi qua, còi kêu píp, đèn nhấp nháy, báo hiệu để chúng ta nhập số tiếp theo. Số tiếp theo là số 0, và như mình chia sẻ với các bạn, số 0 thì không cần ấn, chỉ việc chờ thôi, thời gian trôi qua, nhập số tiếp theo. Số tiếp theo là số 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn thấy rằng là khi mà mình nhập ý, thì mình ấn dứt khoát và mình ấn đều tay từng phát một, không vội vàng gì cả. Ok, số tiếp theo là số 4, 1, 2, 3, 4. Cứ mỗi lần các bạn nhập xong một số thì các bạn lại chờ 5 giây, còi kêu píp, đèn nhấp nháy thì chúng ta nhập số tiếp theo, cũng là số 4 tiếp theo. 1, 2, 3, 4. Các bạn nhập cái này các bạn cần phải bình tĩnh và ấn nó chuẩn xác. Nếu mà các bạn chỉ cần nhập sai một số thôi thì là nó sẽ không được nhé. Số tiếp theo là số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái số ID nào mà nó toàn 89 ấy, thì các bạn ấn mỏi tay luôn, ấn mệt luôn các bạn ạ. Số tiếp theo là số 0 các bạn ạ. Số 0 thì như mình có chia sẻ không cần phải ấn rồi. Mình đang quay ở gần đường nó hơi ồn một chút nhé. 1, 2, 3. Số tiếp theo là số 3, là số cuối đấy. Sau khi nhập xong số cuối, nếu như các bạn thao tác thành công và nhập đúng mã ID thì còi sẽ kêu tít, ổ khóa kêu tạch một cái, và mình hoàn toàn có thể mở khóa điện, sử dụng xe một cách bình thường. Các bạn thấy chưa? Đèn còi này đây. Và tất nhiên là cái ổ khóa này hoạt động một cách bình thường để mình có thể mở nắp bình xăng này, mở cốp để lấy cái remote ở trong cốp. Ví dụ như trong cái trường hợp mà mình có chia sẻ với các bạn ở lúc đầu là remote đã tắt về màu đỏ và vứt ở trong cốp đấy, dẫn đến tình trạng là các bạn không mở được khóa hoặc là nó bị trục trặc về kết nối. Hoặc là ví dụ như ở trong những cái trường hợp ở đầu video mình có chia sẻ các bạn bị remote bị hết pin này, hoặc là các bạn mất cả hai remote này, thì các bạn hoàn toàn có thể nhập mã để đem xe đến đại lý chạy xe một cách bình thường. Cái này là các bạn hoàn toàn có thể nổ máy chạy xe một cách bình thường nhé, để đem đến đại lý để sửa chữa hoặc là kiểm tra. Đây, mình sẽ mở khóa và đè nổ thử cho các bạn nghe. Các bạn có nghe thấy tiếng động cơ kêu không? Đây là xe mới cho nên là chưa có xăng, cho nên nó chỉ có thể đè được thôi. Nhưng mà có thể đè được là các bạn có thể hiểu rằng là cái mã ID nó đúng thì xe nó mới cho đè nổ. Và các bạn ơi, các bạn cần chú ý một điểm nữa nhé, là khi các bạn nhập mã ID này thì cái ổ khóa này nó sẽ vặn tắt một cách bình thường mà không cần đến remote nhé. Mình ví dụ nhé, đây mình tắt cả hai remote này, mình mang gần ra xa đi cho nó yên tâm, không nhiều bạn lại bảo mình chiêu trò thế này kia. Cái remote đã tắt về màu đỏ này, mình để ra xa với khoảng cách lớn hơn 2 mét nhé. Đây, các bạn thấy này, ổ khóa vẫn có thể mở một cách bình thường. Đấy, đèn còi xi nhan bình thường nhá, đèn nổ bình thường nhá. Các bạn thấy chưa? Đó, thì các bạn cần chú ý ở cái điểm này này, để tránh trường hợp mà các bạn dừng xe lại, các bạn tắt như này ấy, thì là người khác người ta có thể mở khóa người ta đi luôn. Để tránh trường hợp là nó xảy ra những cái tình huống không đáng có. Thì các bạn ơi, các bạn để như này ấy, nếu như các bạn mở khóa như này thì tất nhiên là để chúng ta sử dụng xe bình thường rồi đúng không? Nhưng nếu như các bạn vặn về nước xít này, hoặc là về nước o này, tức là tắt này, hoặc là khóa cổ nhá, ở ba nước đấy, thì các bạn để ở vị trí này nó sẽ khoảng được 6 phút. 6 phút tức là cái ổ khóa này nó sẽ cho phép các bạn vặn tự do sử dụng xe trong vòng 6 phút để vặn và tắt mở. Nếu như sau 6 phút các bạn để ở vị trí off này, hoặc là vị trí xít này, hoặc là vị trí khóa cổ, thì xe nó sẽ tự động tắt để đảm bảo an toàn xe cho các bạn. Các bạn cần chú ý cái đấy nhá. Trong vòng thời gian 6 phút thì nếu như các bạn để ở vị trí tắt thì xe nó sẽ hủy cái nhập mã ID khẩn cấp này, để đảm bảo cái tình trạng xe bình ắc quy không bị hết điện là cái thứ nhất này, tránh những cái trường hợp ví dụ như là mất mát đó, thì các bạn cần chú ý như vậy. Nhưng nếu như các bạn không muốn chờ 6 phút nó lâu quá thì các bạn hoàn toàn có thể tắt khóa về off hoặc khóa cổ, hoặc để ở nước xít, rồi các bạn ấn và giữ liệt vào ổ khóa khoảng 2 giây thì là nó sẽ hủy luôn chế độ đấy và xe quay lại trở lại chế độ khóa bình thường. Các bạn thấy chưa, không thể mở khóa. Và để sử dụng lại xe thì các bạn lại cần nhập mã ID lại từ đầu, tức là chúng ta lại thao tác lại từ đầu như mình vừa chia sẻ. Và đó là tất cả những cái thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn về cách để các bạn có thể mở khóa điện khẩn cấp, nhập mã ID, tức là nhập những con số. Cho những bạn nào chưa quen, hoặc là nhiều bạn cũng nhắn tin và bình luận cho mình rằng là các bạn không thao tác được, thì mình xin phép làm lại một lần nữa bằng cách là nhập mã ID chính này, và cũng đồng thời trả lời cho các bạn luôn là cả hai mã này đều sử dụng một cách bình thường. Còn bạn nào đã quen rồi, biết rồi thì hoàn toàn có thể bỏ qua video này của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Và trong quá trình mình quay video thì các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình, có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người, hay là muốn mình quay về dòng xe nào, làm về chủ đề nào, thì các bạn đừng ngần ngại để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ok. Rồi, vừa rồi mình đã nhập mã ID phụ rồi, mình sẽ nhập mã ID chính nhé. Cả remote mình vẫn đang tắt về màu đỏ. Ví dụ như trong trường hợp remote bị hết pin, bị rơi hoặc để quên ở trong cốp, mình sẽ móc ở đây và mình cũng test thử luôn cho các bạn cái ổ khóa này không sử dụng được nhé. Bước số 1, ấn và giữ liệt vào ổ khóa trong thời gian khoảng xấp xỉ 4 giây.
tay này vẫn cứ giữ vào ổ khóa thôi, cho đến khi đèn nhấp nháy thì các bạn thả tay ra, ấn một lần nữa vào ổ khóa, đèn ngừng nhấp nháy, bắt đầu nhập số. Số đầu tiên là số 1, ấn một lần vào ổ khóa, chờ 5 giây để chúng ta nhập số tiếp theo. Số tiếp theo là số 5, ấn 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5. Trên mã ID này có bao nhiêu số, chúng ta sẽ ấn ngần đấy lần vào ổ khóa. Số tiếp theo là số 0, số 0 không cần ấn, chờ 5 giây trôi qua, đèn nhấp nháy, chúng ta nhập số tiếp theo. Số tiếp theo là số 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số tiếp theo là số 4, 1, 2, 3, 4. Số tiếp theo cũng là số 4 luôn, 1, 2, 3, 4. Trong quá trình thao tác các bạn cứ ấn dứt khoát đều tay là được. Số tiếp theo là số 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chờ 5 giây trôi qua, đèn nhấp nháy, còi kêu. Số tiếp theo cũng là số 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xem số cuối cùng nào. Số cuối cùng là số 9, 89, ấn mệt luôn các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu như nhập thành công thì còi sẽ kêu, ổ khóa sẽ mở, tách một cái, các bạn hoàn toàn có thể vặn xe. Các bạn thấy chưa? Ok. Thế là các bạn có thể sử dụng xe một cách bình thường thôi. Thấy chưa? Rồi, ví dụ như trong quá trình các bạn nhập bị sai số nào đó, nó không thành công, thì các bạn hoàn toàn có thể ấn và giữ liệt vào ổ khóa khoảng 2 giây này, là nó sẽ hủy chế độ đấy, đồng thời là nó cũng sẽ kết thúc luôn cái quá trình các bạn nhập mãi đi. Thì đó là cái thông tin mình muốn chia sẻ nhé. Còn sau khi mà đã mở khóa rồi thì các bạn để off về khoảng độ 6 phút thì nó sẽ hủy cái chế độ nhập mãi đi đấy đi. Hoặc là các bạn có thể ấn vào giữ liệt vào ổ khóa 2 giây, nó sẽ kết thúc luôn cái quá trình nhập mãi đi đấy nhé. Ok.